Hello hello, và chào mấy anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục solo thôi anh em ơi. Ngồi suy nghĩ nãy giờ mà không biết làm clip gì mới cho mọi người. Thôi thì chúng ta lại solo vậy. Đây có M16 đầu game này. Đây rồi, trước mặt mình. Vừa thấy có hai cái bóng rủ. Rồi, nốc một này. Trời ơi, không farm được kìa mọi người. Đầu game cho mình cây M16 này, táp nó hơi sida anh em ạ. Vừa mới game đầu tiên thôi cho mình những cây súng táp như thế này thì mình làm sao mình táp được. Tay đang còn cứng nữa chứ. Rồi, mình sẽ đẩy lên đi. Ô, bên trái có một tên nữa. Chắc là bạn nó đấy anh em. Nào, có tính leo ra cứu không? Thôi để mình công qua cái chỗ tên vừa nốc đằng kia đi. Nãy thấy có hai tên đáp chỗ này không? Công vội ông nó cứu đấy. Được rồi, nó cứu được rồi. Trời ơi. Đâu rồi? À, đây rồi. Ui, ui, thôi nó có súng anh em ạ. Ui. Mày thế. Châm máu này. Tí toang. Rồi còn tên bạn nó chỗ bên khu nhà kho phải công qua thôi. Không công là mình gạt vội này, mình gạt vội này. Đấy, thấy không? Anh em thấy không? Cầm súng cái là sợ ngay, phải công vội để cover cho bạn. Ui rồi. Còn chưa có súng ạ. Ok, thế cái cây M16 này táp nó khám lọ thế nhở. Thế anh em muốn táp nhanh lắm ấy nhưng mà nó cứ ra đạn chậm ấy. Đây rồi, gọi em là Minh. Này thì đen lắm Minh ơi. Và đây đúng là đồng đội của năm ấy, mặc dù chưa có súng tuy nhiên thì anh vẫn lao ra để gọi là cho đồng đội không bị gạt ấy, nhưng mà rất đáng tiếc. Vậy là team này còn một thôi. Ở đây trong kho luôn này. Đây mình sẽ công vào luôn, xử lý nhanh cái team này luôn, không cho những cái bạn mà bị mình gạt phải ngồi xem tivi lâu anh em ạ. Đây rồi, cầm lục vào luôn. Trời ơi, tự nhiên quả này táp nó bị mắc đạn chứ. Đây rồi. Ok, một đầu nữa rồi kìa. Làm gì đấy bạn? Ô, hai team rồi. Vẫn nốc này. Cho mình xin cây mô tan bạn này. Từ từ mình quấn máu đã. Thế là chỗ này hai team rồi anh em ạ, không phải một team nhá. Bắn ông thứ tư rồi mà vẫn đang còn nốc thôi. Mà cái ông mình nốc đằng kia vẫn chơi final kìa. Ông đừng bảo là cứu được nhá. Đây, mình uống ở bình nước rồi sau đó mình qua mình tìm. À đây, final rồi, vừa mới nói xong vậy là team kia không có ai cứu rồi. Thôi mình sẽ công qua chỗ bên ba kho đi. Đây rồi, tiếng súng trước mặt này. Mình sẽ công qua luôn nhá. Ok. Vãi nồi thật, lại có tên nào ở trên đồi kìa. Này bắn cái khu này gặp mấy ông nhà Trung Quốc đứng trên đồi kêu là rất là khó chịu nhá. À, chạy đâu. Vãi gạch trường ạ, bắn mình được viên xong chạy luôn ạ. Chơi hay nghỉ đây. Thôi cứ kệ ông ấy đi mọi người ạ. Đùa chứ xong, cái khu này bây giờ nó nghèo hết chả có cái gì luôn. Thôi mình liều mạng, mình cướp thính luôn này. Chả còn gì để mất nữa rồi anh em ạ. Đây. Này thì ngó này, đây rồi. Công qua luôn anh em ơi. Đang tính gọi là húng liều công vội, chết phát thì làm cái mới mà ai ngờ giàu rồi, phát tài rồi. Thính ngay trước mặt luôn. Vâng, thanh niên không biết là team nào đây, tự nhiên chạy ra đây bắn thính ăn quả lẻ anh em ạ. Để xem thính này có gì mình sẽ bắn luôn nhá. Trời ơi, MK với lại M249 anh em ơi. Combo hủy diệt map bây giờ. À, vô gạt tên này xem nào. Đấy, kiểu ăn tham đây. Bây giờ bị nóc cái ai cứu. Trời cứu. Uầy, giàu thế. Ông này ông mới lút hết cái khu cảng ông ra đây ông bắn thính như sao ấy. Bảo sao nghèo thật. Đây, bắn nhau rồi này mọi người. Hình như là kia là con bot thôi. Giật thế nhỉ, M249 bây giờ nó giật lắm anh em ạ. Để trận này mình tìm thì cái cốc 6 ấy, mình thử thấy M249 với lại cốc 6 không dùng. Để xem coi bây giờ M249 đã tăng độ giật có làm khó được mình không nhá. Ngày xưa thì thấy M249 6X khá là ngon nhưng mà không biết bây giờ sẽ như nào, mình cũng chưa test luôn ý. Từ khi mà cây này đã được fix sau cái bản update vừa rồi ấy, mình vẫn chưa test M249 phiên bản bây giờ với lại cốc 6 nhá. Nên là trận này mình thử test lại xem nhá. Rồi bây giờ sẽ smoke hai mép nhà kho để mình công lên này. Lần này thì đồ dầu rồi, chơi cẩn thận một chút nha, không húng liều được như lúc nãy nữa. Rồi ok, chơi luôn này. À, một tên leo lên. Leo đi đâu bạn ơi? Trời ơi, một mồm này. Vâng, vừa bị tên nào cầm AK chỗ dàn giáo nó khều mình. Ô, trong kho còn đứng chân này. Đứng đây à bạn ơi.
Trời ơi, MK mà công nhà này thì đỡ làm sao. Ui, 8x á. Thôi mình không sấy MK 8x đâu, mù mắt lắm anh em. Mình đang tìm cái 6x để mình sấy M249 thôi. Bây giờ sẽ ốp quả bom ngay chỗ công đỏ đỏ trước mặt mình công lên. Sợ cái tên lúc nãy bị mình bắn lên nó okay. Ừ, vậy không có rồi, công luôn đi. Nào đâu rồi? Thanh niên mà vừa bị ăn một viên M249 ngay chỗ này không biết trốn đâu rồi. À đây rồi, đây rồi. À, núp sang bên này à, cũng có lẽ là ăn quả bom hay sao ấy, né qua bên này rồi anh em ạ. Đây đúng không? Vẫn nốc này. Hay là cái tên cầm AK bên kia là bạn nói nhở? Có lẽ nào? Chính là đồng đội của bạn đấy. Kìa. Giả bot à? Hay là đang gọi đấy? Mình nghi là giả bot lắm anh em. Trời ơi, xưa lắm Diễm ơi. Nghe cái tiếng súng này, người chắc bạn lừa ai chứ không thể qua mặt được mình. Kinh nghiệm chơi game này 30 năm rồi, nghe phát biết ngay là người giả bot. Trên tuần giáo hay sao anh em ạ? Từ từ nha, mình phải tìm cách mình bắn tên này. Ui rồi ôi, nằm một đống này. Nằm đây á. Bò đi đâu? Trời ơi, đấy, M249, M X4 là uy tín luôn. Có xe vào nữa. Cá lên bờ à? Từ từ, phơm phơm, để. Rồi. Ôi, tên nữa này. Trời ơi, nó một đầu rồi kìa. Còn tên đi xe này nữa này đâu nhở? Mình phá xe luôn. Team này là chỗ bên chung cư bên kia nó bơi qua em ạ. Sao chạy chỗ này đông người thế nhở? Chết này. À, chạy à. À. À, tên kia ngó bắn đích rồi. Nào ra đây bạn. Khó chịu nhờ. Nào, chơi này, không thay đạn luôn. Này thì ngó này. Còn một tên thôi hay sao ấy mọi người, đẩy luôn nhé. Mình mà đứng trên mà mình dã xuống thì đỡ làm sao được. Cứ cố làm cái gì không biết. Đâu nhờ, à bên trái mình này, chạy à. Ơi, chạy đi đâu bạn ơi? Tính gọi là trốn thoát á, trốn làm sao được. Đã xác định qua bên này rồi thì chỉ có một sống ai chết thôi, chạy làm sao được nữa. Đây rồi, có con xe ngay chung cư luôn. Đây rồi, một tên ngô luôn anh em ạ. Mình dừng đây, ôi thì chết rồi. Sau lưng mình có người. Rồi, nóc một này. Còn tên ở trên tầng. Có một tên chân thôi, ui. Còn lia luôn. Đây, có cốp 6 rồi anh em ơi. Vâng, tìm nãy giờ. Đây, hình như là cái team ở bên cao chung cư cao nhất đi. Nãy mình vừa nghe tiếng chân. Đây rồi. Chạy đi đâu bạn? Ui, anh em thấy M249X6 uy tín chưa? Chưa zoom out ấy nhá. Mình để cốp nguyên mình xây cho nó sướng. À, vẫn đang còn hai tiếng chân chạy lộp cộp nữa anh em ạ. À. Vậy là team này vẫn đang còn hai, ít nhất là hai. Rồi, cứ bình tĩnh. Mình cầm combo này thì mình... Ơ, còn chưa cứu á. Trời ơi, đồng đội tại sao lại chạy hết lên trên nóc thế kia để ông này bò ở dưới. Đồng đội thế này là dở rồi. À, một tên nhảy ra à. Vẫn đang có một tên ở trên tầng nữa anh em ạ. Mình công láo luôn nhá. Đây, chỗ phòng nào nhỉ? Phòng này hay sao này? Không có. Ơ, thế nó leo lên nóc à? Ơ, ôi. Ui, phòng này. Thôi toang rồi, chạy 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 chạy. Trời ơi, tí chết anh em ạ. Nghe sai một cái thôi, tí nữa là trả giá đắt. Ôi, rõ ràng mình nghe là phòng bên phải mà ai ngờ đứng dưới phòng bên trái. Rồi, không sao hết, mình hồi được máu rồi, làm lại này. Cuộc đời đôi lúc cũng phải mắc sai lầm nữa. Mình phải được có một cơ hội để mình làm lại chứ đúng không? Lần này thì nó trong cái phòng đấy chắc luôn, nghe không sai luôn đấy. Mình sẽ ốp một quả bom nha. Này. Chết đi bạn ơi. Ui, không vào kìa.
Ôi, tên dưới kia tính công vào luôn à? Thế mình công cái tên ở dưới trước. Ui, vãi lúc sát đồng đội ạ. Có tên bên ngoài nữa. Rồi, nốc luôn này. À, tên bên ngoài là cái tên ở ở trên kia nó nhảy xuống. Vậy là team này còn một nữa. Một tên cuối ở đâu rồi? Thôi mình té thôi anh em ạ. Đợi một lúc mà không thấy đồng đội qua để trả thù thì mình té thôi. Bao này còn có 13 người nữa, mình đi tìm nốt nhá. Nãy giờ chưa bắn được M249, gọi là X6 được nhiều, bắn được có mỗi phát. Kìa, xe, có tên đang ngồi trên xe này. Vãi cả trưởng. À, tìm khác anh em ạ. Thanh niên định gọi là núp à? Thế mình đi qua mình nghe cái tiếng rìn máy cái mình phát hiện ngay. Đây, để mình dừng đây, mình uống nước đã. Quan sát tình hình xem nào. Bắn thính ngay chỗ khu farm này. Khu này thì khá là nhiều nhà, nó nhiều hướng ấy. Đây, nó bắn mình rồi. Mấy ông này bắn thính nhưng mà vẫn gọi là tỉnh vết. Đây, mình dừng đây, mình chơi luôn này. Công vào đây bạn ơi. MK mạnh thật anh em ạ. Đồng bọn đâu? Không ra thì mình phơm luôn. Hay là đừng bảo ông này lại cũng gọi là trốn đồng đội đi ăn quả lẻ nhá. Ở đây, đây, tiến chân sau lưng. Đây rồi, vẫn nóc à? Vãi cả trường thanh niên. Thanh niên gọi là nhẫn giả ở ngoài đồng anh em ạ. Có đấy mà chạy ra ăn thính là toang đấy. May mà mình chưa vội ra ăn, mình phải check kỹ đã. Đốc hai team này rồi này, đồng đội đâu hết rồi nhỉ? Còn ai nằm nữa không? Hình như là không còn nữa rồi anh em ạ. Nhưng mà để chắc ăn thì mình sẽ smoke ra hòm thính này cho chắc ăn anh em ơi. Bây giờ muốn ăn thính thì phải smoke các thứ. Nhiều ông gọi là camper lắm anh em ạ, không đùa được. Mình ra mình lấy cái giáp ba mới thôi. Vậy để xem cái thính này có cái gì. Vẫn là MK thôi, với lại AUG. Khu nhà dưới kia dễ có người lắm anh em ạ, chắc chắn luôn, nhà này trong bo thoát đâu được. Ở đấy, tầng 2 này. Mình thấy có một tên tầng 2 rồi. Ui. Cái quần què gì đấy? Vãi cả trường, một bé na nằm ngay đây luôn à? Đây rồi. Gì? Vãi cả trường, mình bị tên nào sau lưng bắn nữa. Trời ơi, bị nhiều hướng bắn đấy. Đứng chỗ này không an toàn anh em ạ, té thôi. Kia rồi, có tên sấy barrel trong khu nhà kia. Để mình xuống đây mình phun phun nước đã. Vãi cả trường, mình đi gọi là chỉ cần đi nhích lên một tí nữa thôi là bị thanh niên khỉ đột kia bắn chết rồi. May thật. Trong cái rủi lại có cái may anh em ạ. Thôi, bó cuối tốt nhất, tốt nhất là không nên gọi là xuống xe rồi lượn ở những khu vực gọi là nhiều cỏ, không là dễ toang lắm. Mình cứ lấy xe mình đi lượn hoặc không thì mình vào nhà mình đứng mình quan sát cho an toàn. Bây giờ để tìm cách gọi là công qua cái tên mà bên nhà ở chỗ bên kia nhá. Cũng hơi khó phết đấy. Chỗ này trống lắm anh em ạ, công bộ là toang ấy, để mình lấy xe đi. Trên kia có tiếng súng nữa kìa. À thế là ở trên kia một team, với lại dưới nhà này là team khác nữa. Mình đoán thế thôi. Lúc nãy mình bị tên nào đứng xa bắn nữa cơ. Thế vẫn còn 3 team với bo này à, đúng không ta? Cũng có thể là anh em. Khả năng là chỗ này là một tên lẻ, với lại trên kia cũng là còn một tên thôi, hoặc là hai tên gì đấy thôi. Với lại chỗ bên kia là một team nữa là hết. Đây để mình tìm cái tên trong nhà này xem. Đâu rồi? Trong phòng này đúng không? Ủa núp đâu ấy nhỉ? Từ lấy cái sầm mốc. Này phụ kiện vứt này. Không biết là cái ông trong cái nhà này ông chạy đâu luôn anh em ạ. Đến cái lúc mình công vào rồi thì lại núp mất luôn. Thật là khó hiểu. À, bé na đây rồi, đây rồi.
Mình thấy thanh niên lúc nãy vừa bắn đây rồi. Ồ, vẫn nốc. Trời ơi, M249X6 được chưa mọi người? Mặc dù là tăng độ giật, tuy nhiên thì cũng không thể làm khó được mình. Mình vẫn có thể gọi là control được. Ban đầu thì chưa quen đấy, nhưng mà lần sau gọi là quen được cái tốc độ giật của cây súng này, cái là mình gọi là kiểm soát được ngay. Thế là bây giờ là team kia vẫn đang còn người này, còn cái tên mà trong nhà này không biết là đi đâu rồi này. Thôi mình nghĩ là mình nên lấy xe mình té thôi. Ui, con này sắp hết xăng rồi, để mình đổi con xe của mình. Đây, xe mình đây. Bây giờ đi lượn lượn vào trong bò nhỉ. Ô, tiếng súng trước mặt này. Chòi à? Hình như là khu chòi trước mặt anh em ạ. Thế thì mình sẽ công cái tên chòi này luôn đi, mình lấy chòi luôn. Đây rồi, tầng 1 luôn này. Ơ, tầng 2 à? Tầng 2 đúng không? Để mình ốp quả bom nhá. Công cái chỗ chòi này cũng cũng hơi thốn đấy, đâm ra là để mình ốp bom rồi xong mình công lên cho chắc ăn. Không được rồi, không kịp. Ui. Ui, nó bị tên ốp bắn chết luôn rồi anh em ạ. Vãi trường thật đấy. Thanh niên số nhỏ ngồi kê kiểu gì mà để nó bắn cho bốc hơi luôn. Uầy, vậy là trong kia có một tên cầm ốp nữa. Khó phết đấy nhở. Và mấy tên cầm ốp này là mình không thể gọi là biểu diễn sấy cốp to được đâu, không là nó bắn cho một đầu là toang ấy. Thế là còn ba tên thì vẫn đang còn hai team chứ đúng không? Nãy giờ có mỗi tên này là chết luôn, chắc tên này tên lẻ này. Còn chỗ đằng kia, khu nhà kia thì vẫn đang còn nốc. Cũng có thể là còn team chỗ trước mặt mình lại team bên phải thôi. Quan trọng là cái tên cầm ốp này mình phải xử lý được tên này trước, không thì không cẩn thận, không để ý là dễ ăn một viên ốp vào đầu như cái ông trên này lắm anh em. Thôi cứ từ đã, mình vẫn đang trong bo mà vội gì. Không nên gọi là ẩu anh em ạ. Đứng ấy đợi đi, đứng ấy đợi xem có ông nào chạy trống không. Thử sấy M249X6 cự ly xa một chút xem như nào. Đây, để mình bắt đầu smoke vào con xe. Mình lấy con xe để mình công cái tên cầm ốp trước đi nhỉ. Đứng đây lâu cũng thấy nó hơi bị ngứa tay ngứa chân. Công vào Pochiki luôn. Tìm nữa là tên cầm ốp anh em ạ. Rồi, đâu rồi? Ở khu này mà tìm được cái tên cầm ốp là cũng hơi khoai này. Đấy, mình sẽ check kỹ từng nhà nhá. Đề phòng nó núp chỗ nào nó lại bắn lén mình. Đây, mình sẽ qua bên nhà bên này đi. Ở nhà này cũng không có ai này, clear này. Thế thì cái tên cầm ốp nó chạy đâu nhỉ? À đây là trước mặt mình. Đây đúng không? Rồi, thanh niên cầm ốp này. Đứng mãi chỗ nào ấy, bây giờ mới công lại chỗ này anh em ạ. Rồi, vậy là còn hai tên nữa. Khả năng hai tên còn lại là hai cái tên trước mặt thôi. Khu nhà đôi trước mặt thôi anh em ơi. Đây là cái góc thuận lợi để mình sấy M249X6 đây. Bây giờ chỉ việc đợi bo thôi, bo khép vào thì nếu như mà trong nhà kia có người thì sẽ có người chạy ra để cho mình bắn nhá. Tính toán hết trong đầu rồi anh em ạ. Vâng, hiện tại thì mình vẫn chưa thấy. Mấy ông này cũng chưa gọi là muốn gọi là di chuyển vào bo luôn nhở. Đợi bo khép mới đi à? Thế thì chết rồi. Leo được lên trên nóc nhà này mình quan sát cho dễ anh em ơi. Không, chỗ này có leo được không nhỉ? Không leo được hay sao ấy? Mình thử xem nào. Không leo được anh em ạ. Trời ơi. Đây rồi. Đây rồi. Ui, giật thế. Trời ơi, uy tín cho anh em. Đấy.
Mình mà sấy liên tục thì nó rất là giật, nhưng mà mình sấy theo kiểu gọi là nhấp nhấp khoảng chục viên một lần thôi thì nó ngon ngay. Rồi vậy là còn tên cuối nữa. Tên cuối chỗ nào? Vậy là bo cuối lúc nãy là bốn ông, đều là bốn ông lẻ luôn. Đấy, mình đoán không sai, cái bo này rất là nhiều tim. À, trời ơi, nhà vệ sinh luôn kìa. Trời ơi, mình nghe sai thế nhờ, mình tưởng là chỗ nhà bên kia đường cơ. Rồi, nhà vệ sinh đúng không? Đây, mình cho mấy quả sấm mốc kín nhà luôn, mình lấy xe, mình lấy góc khác mình sấy này. Thêm quả bom nữa này cho bạn gọi là yếu luôn này, yếu yếu tâm lý ấy. Rồi, bị delay âm thanh rồi, nghe mẹ bảo sao nghe sai ạ, vãi trưởng thật. Đấy, mình sẽ dừng đây. À, mở cửa này. Ui trời ơi, sấy bay cả cửa này thì người đỡ làm sao được. Rồi, thì trận này mình cũng đã trên tay gọi là combo, combo cực kỳ gọi là hủy diệt map luôn với VK và M249X6. Nói chung là độ giật lần này của M249 nó cũng không làm khó được mình khi mà mình sấy với lại cốp to nhá. Ok, bye bye anh em, và cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi nha. Bye bye mọi người.